Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà một buổi chiều. Đấy. Buổi chiều hôm nay là nói buổi chiều bây giờ nó phải 6 giờ tối rồi. Nhá nhem rồi cả nhà. Hôm nay là mình lại chia sẻ cả nhà mấy hôm nay có mấy bác cháu mình thôi. Mấy cháu hôm nay nó nghỉ để chơi ăn cơm với bác. Ba thằng con nhà Bù Tôn đấy. À, nên bác này ăn cơm thì bác hay làm cơm là ba bác cháu mình làm cơm dân dã đời thường. Hôm nay cái video là cá về cá nhưng mà cá là cá sốt cà chua. Đấy, hỏi các cháu nó bảo là làm món cá sốt cà chua được, việc để bác Biển làm cho mình. Vừa ra chợ mua cá, có cá chép tầm hơn 1 ký. Đấy, nên phải rán lên, mổ rán lên mà sốt cà chua nhá. Và bắt tay vào mình nhặt rau mình làm. Các cháu đang nằm trong nhà nó sẽ chơi điện tử kìa. Đấy cả nhà. Tươi như vậy chưa? Cá chép sốt cà chua nhá cả nhà nhá. Sốt loại này thì nó ngon cả nhà. To quá thì có bốn con cháu thì ăn loại này là vừa, cái con này là vừa. Còn đây là cà chua. 2, 4, 6, 8 quả cà chua. Rau cỏ, hành, thì là cà chua. Đấy. Đấy cả nhà. Thì mình đi nhặt rau, mổ cá xong là sốt cà chua nha cả nhà nha. Đấy cả nhà, mình đã mổ rồi nhá. Rau này mình sẽ đi đổ dầu vào chảo và mình rán nó lên. Đấy, nó như thế cả nhà. Rán vàng lên xong rồi sốt cà chua. Còn đây là sốt cà chua của mình đây. 8 quả cà chua này, thịt này. Rau răm thì là các kiểu ở đây này. Đấy, hành, rau mùi cho biết đấy. Đấy, đây là cái này để sốt cà chua nhá. Đấy, cả nhà mình đã nổi lửa đây nhá. Cho chảo nó khô và mình cho dầu vào, bắt đầu rán cá. Đấy cả nhà. Cơm bác cháu mình làm bữa cơm tối là cá chép sốt cà chua. Rau rau ngon à. Và tuốt rau ngót để nấu canh xương. Đã tối rồi cả nhà. Kênh của mình là cả nhà biết này, chuyên chia sẻ những bữa ăn của gia đình. Cấp của rán cá. Cá sốt cà chua. Rán nó sẽ chém đi cả nhà, cái cứ vẩy cong luôn bắt đầu là. Thơm quá, cứ thế này để ăn được rồi. Đấy cả nhà này. Ui sướng chưa? Đấy. Ngon đấy cả nhà. Con cá vẫn còn nguyên vẹn nha. Thế cho cái thịt vào trước nhá, mình xào xào trước đấy. Vừa tự cho sau. Đấy, thịt đã được rồi cả nhà, hơi vàng rồi. Rồi mình sẽ cho cà chua rồi nhá, để chưng. Cái này tí nữa rắc vào, cái rau này tí nữa rắc vào sau này. Cái này chưng ra để làm sốt cà chua. Ngọt lắm này. Mời cả nhà. Rồi kho lo nhà bếp. Đấy cả nhà, cà chua đã dừ. Nên mình sẽ cho một ít nước mắm vào. Đấy, cho nước mắm vào này. Cho thơm nhé cả nhà nhé. Đấy, mì chính. Đấy. Mì chính cho ba thìa. Đấy. Nhà cái sốt cà chua này cho đặt đi đó cả nhà. Rồi mà mình đặt con cá vào cái ổ này. Đấy cả nhà. Đây. Làm đúng chất, đúng thật.
kiểu bữa cơm của gia đình. Để sẽ đặt thêm nó vào. Úi giời ơi, tuyệt vời chưa? Tính cái khay này để xúc luôn vào đây. Cá sốt cà chua. Mình sẽ cho ít nước nữa vào cả nhà để cho nó không nó đặc quá. Để cho nó đỡ đặc. Dưới chiếc chấm rau sống là khó mà ăn. Đó như thế. Úi giời, thế là ngon chứ cả nhà. Nó nhạt nhạt thôi mà cả nhà, để ăn nên mình ăn rau sống thôi chứ là ngon lắm. Mình chỉ cấu những rau sống của nhà mình thôi. Cả nhà đã xong nhá. Mình sẽ rắc một ít đây. Đấy, thế là xúc ra cái khay thế là mời cả nhà ăn cơm tối với bác cháu mình nha. Đấy. Ngon rồi cả nhà. Thịt này. Sốt cà chua này. Xúc hết vào cái khay này cả nhà. Đấy. Hôm nay bác làm là cá sốt cà chua cho cháu Long ăn nhá. Xem ăn có ngon không. Chắc nốt rồi đây. Ừ, các cháu cứ ăn đi. Đấy, ăn vã này. Thấy gì nì đòn đâu. Đấy, cơm đấy. Cứ lấy xìa đi xúc ăn theo cái kiểu của bác đi. Nên là bác làm video này cứ cho ăn uống tự do đi. Không cần phải gì cả. Lấy xìa xúc, một xìa cơm, một xìa gì đút vào mồm được. Đây là làm video. Đây là cứ cho các cháu nó diễn thoải mái. Và đây, bật rượu cá chép này. Một mình cái từng này mật cá chép đắng quá. Nhưng mà không sao, ngon. Như thế. Đấy, lấy xìa xúc đó. Đây là ăn cái kiểu như bác này. Nè, xìa cơm đút vào thẳng vào mồm luôn. Đấy. Bác còn làm video là cứ ăn như này cho bác. Đấy, ăn nó thoải mái cái lòng mình. Đấy, khi nào hết làm video này trở về đúng vị trí. Đấy. Ăn là sao tạo cái cảm giác mồm nó ngon rồi. Đây là các rau sống của mình nè. Dần chua dần nhất cả nhà. Ăn cái dần chua ngon lắm. Chua không? Mình chấm cái này nào. Đấy, cá này ăn mạnh mà các cháu không? bốc nổ ra đây. Đấy, nhìn như thế cả nhà. Đấy, bụp đấy, dền chua đấy. À, xem vua thì đòn ăn rau kìa cả nhà. Đấy, cá này cả nhà. Có nguyên cái lá ăn cho cháu ạ. Cống nguyên cái lá là ve tròn là chấm ra, chấm chấm chéo. Vẫn chưa ngay rồi. Đấy. Đấy, cả nhà nhìn thấy chấm chéo, bác cháu mình thấy không? Ăn quá chấm chéo đã rồi. Ve gọn nó cái rau vào. Đấy, còn đây nè. Ua ca đấy nữa. Có cho đá chưa? Đấy, để nó bàn này, để hắn lên trên đây nè, nó đổ. Uống coca. Để nên hắn cái mâm này này. Thế. Cháu lại bày nước chấm thức ăn vào. Ây da, một mình biển chơi cái rượu mật cả nhà. Nè, ăn cái cơm, ăn cái kiểu này tạo cảm giác nó ngon này các cháu ạ. Đấy. Thịt. Đó, cơm mà ăn cả mỡ để bác ăn cho. Bọn này nó không thích ăn mỡ cả nhà. Mình thích cái mỡ này. Ngon chưa? Ăn với cơm bố đời luôn. Ngon. Bụng. Ăn mặn cá mà hết đi đấy nhá. Dòng rồi chua ngon đấy. Ve cái các cháu là cấu cái lá, cái là già cấu là ve chấm cái chấm chéo. Ngon nó mát. Cái này mình làm nhạt đấy cả nhà, cái sốt cà chua làm nhạt để cho các cháu nó chủ yếu là để cho ăn vã mà. Review ngon đấy, thịt bên bụng đâu còn cái bộ pịa đâu, pịa đây à? Đấy, đau xương ấy.
ăn cái bụng 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 nó được ngon như cả nhà, ăn mạnh còn cái gióng nhau cho hết nữa. Đấy, làm theo kiểu của bác nhá, ăn rất ngon mà dễ làm. Làm theo kiểu của mẹ mày nó không có rau thơm mà nó không ngon đâu. Bà miệng nó không thích ăn rau cỏ là nó đừng làm cái kiểu nó ngon quá vậy. Ăn đến làm sướng. Mời cả nhà, đây là rượu mật, một cả một cái mật con cá cháo xem. Ôi xa, đây là các bác cháu mình nhanh, cái này dân dã sướng. Cơm nó cháy ngon nha, cơm cháy ngon. Có cái quả cơm nha, bỏ nó lên các cơm này. Mình lên chuẩn cháo, nhớ vào đấy chuẩn cháo nha. Trộn nưng quá rồi chuẩn cháo. Xương nặn nấu canh rau ngót. Cháu như mình cả nhà làm video kể là không làm video người nông thôn. Bây giờ cũng như mọi nhà thì anh em mình động ạ. Ăn uống thoải mái rồi.
nó cũng đói khát luôn. Đi kích được cá hoang ếch ba ba rắn rết là chỉ để ăn, nó đừng có mở bán, nói từ bán là chỉ bị mắng, nó phải nhặt đây đấy. Như mình đi bẫy rắn đấy, những cái năm ngày xưa ăn có năm ăn phải mấy tạ rắn, nhưng mà không ai bán một con nào. Nó thật luôn, thì bẫy về thì anh em con cháu ăn chán, còn chết tiếc nữa. Nó đừng có bảo bán, tiền này ai là quý nhất. Làm một cái rác còn các bạn đi kiếm một cái hoang dã về để mà ăn chứ không. Như bố là bà bào ăn nó mình không quay video mà. Quay video nó nhiều quá, bà nó không có người xem mấy, nó quay có như hai ngày một bữa bà hai ngày một bữa bà. Đây, ở nhà bây giờ còn đang có 5 con, mấy con gầm cân. Hôm nào làm kiếm đủ mỗi người con 10 con, 10 con, 10 người 10 con. Về được 5 con đấy. Nó có to tướng này nhỉ. Bán thì được tiền đấy nhưng mà không bán đâu. Để ăn thôi. Tao ngu chúng mày không nhận ra. Cứ kiếm về là để ăn, kiếm về là để ăn, để cả nhà nó nguyên, các anh em nhà mình nó nội ngoại luôn. Lô ra thế nào không vậy? Cả mặt còn chưa hết một mặt nữa, cả nhà chưa hết một nửa con cá. Đến nơi rồi. Thấy chưa? Một nửa con nữa. Chúng ta đã giúp vào một nửa. Hợp cây ngon à? Bố đã móm còn cứ ăn cháy mà mình cả nhà nhỉ? Nhìn thấy cách gì đòn thấy? Nếu hôm nay không có bố nó ngồi review cả nhà để ý thấy ăn không? Ăn miếng cháy còn to hơn mặt, ăn thật lực. Có bố có mẹ thì nó còn là ì ẩm đấy, không có ngồi toàn những hùm cẫy này không ăn bụp chết, xử theo một rừng ngay. Bố mẹ đi vắng là ngoan hết. Mời cả nhà nhá, rượu mật cá chép đây. Ây da, dùng con miếng cháy nóng mà mấy ăn đau thế. Ôi, ăn cháu ra đi hi. Sở trường cái canh cháu ngót này cả nhà đi không? Một bát canh cháu ngót nấu xương đấy, cái khoáng thật lực. Con nghe nhét một nửa, con nửa mặt cá rồi không luôn à. Bố của mặt nhân hết mặt chưa? Con là sao? Cái mặt nó ra đi. Chép này là người ta buông nó lâu rồi, nó không có phân đâu. Người chép bắt ao lên rồi ăn luôn. Ăn được rồi. Mời cả nhà, nồng. Nồng quá tất. Nồng này quá tất chẳng có ai say được. Đầu đấy. Đấy, mặt này thấy chưa? Nếu không nửa con rồi nhá. Các bánh ăn đầu diễn này. Đưa để ăn cá. Này Khánh ăn chơi hắn đã móm rồi đã cái to hết là nửa đi son. Ui trời ơi, chúng là gì mà sướng lại ra đi. Đấy, làm bộ cục bịa cá. Rồi thì đi tập kéo vào đâu cay. Đây là cả nhà cái tập kéo. Bọn này nó ăn sạch điệu lắm, ăn nghiện lắm. Thôi à? Thôi ăn nữa đi. Đây mà. Rồi thôi nhớ. Mấy mấy. Nhặt lên ăn dưa. Cái này. Cả nó. Tôm lên, dưa mấy dưa sẽ. Rồi từ nhà bác. Thế. Tao có ít nhiều nhưng mà bác phải xịt nó sạch sẽ. Cháu bữa cháu thịt một tuần là nó ạ. Tôi đang chiến nhà mày đây nữa. Như nhà mày thì không bao giờ hết được chiến. Chúng mày ăn uống bừa bộn lắm. Đủ các thứ. Gạo bắt nó không
quay nó cứ ngủ gạo nó đồ kỹ luôn. Cho thuốc kiến bác gửi cho đấy. Con đùa. Chính chắc. Con đấm một cái. Nó ăn vài giọt nó công vào chỗ nó chết sạch hết không ngon như cố chứ mà ăn cũng mà không rõ. Hoa quả cái cây ra vừa con dự kiến ăn uống là gọn gàng mà. Ngồi ăn cái hoa quả ăn xong rồi các quả có cái đựng vỏ được có cái đựng vỏ nó mới mang đi cho thùng rác luôn. Nó mà cái sức quen ở dưới trang trại rồi mang nốt về nhà nghe. Nó khổ lắm. Không biết là ngồi ăn đâu là vứt đấy, ăn đâu vứt đấy là chết đúng. À, nô kia cũng xin sốc gì. Lại ra nô lại ra suy luận đấy. Đấy đấy cả nhà nhìn nhìn đi. Rất khôn. Nhưng mà chuyện cái này nó ra là nó xin ăn. Để qua nó sợ mình này. Đấy cả nhà nhìn đi nào. Rót coca nó uống đi ra. Nó đang cũng sợ. Ăn cá gì đấy. Ăn gặp xương đấy sầm xéo cả nhà cay thế mà nó cho cả cái cục sầm xéo vào nó ăn. Mới đầu thì làm cay cay đắng đắng không thèm chịu ăn thì ăn hết nghiện rồi. Mới đầu ăn cay. Làm ăn thì kia. Em quên. Em quên mồm rồi. Vô ra. Ăn sầm xéo như bác cháu mình cũng là ăn chiếc qua đại dài rồi. Nghe cái này này. Cái rau răm rau dứt chấm vào. Không sao không sao. Bông này nó làm sao nó ăn đấy. À, bông nào. Đi chật nào. Không biết nó làm sao. Lúc mà lấy nó như thế ạ. Có vấn đề gì? Ừ. Đi bao cá được không? Bao cá. Bà cứ 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 làm cái dầu sống của bạn. Dầu nó nhẹ dầu nó không không biết là nó tự tin. Không phải ai chiến hay bắt, phải chiến thôi. Biết sao bây giờ? Có chỗ không đi làm. Ừ, mình dạo dạng. Đấy cả nhà. Sạch bách. Hôm nay là mình chia sẻ cả nhà, hôm nay là bác cháu mình là ăn bữa cơm tối. Thấy bác cháu mình là làm con cá chép. Ít thịt nặng, sốt cà chua, cá chép sốt cà chua nhé cả nhà nhé. Bữa ăn cơm tối của bác cháu nhà mình chia sẻ như vậy. Nó video có thời lượng muốn là xem hay, cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ mọi người biết nhé. Nhà nhà nó sao, bác chào các cháu ạ. Cảm ơn nhà nhá. Cảm ơn nhà nhá.